các bạn hãy bấm like video này để ủng hộ kênh. Người duy nhất mà Djokovic nên tránh xa là Dante Wilder. Nhà cựu vô địch thế giới Carl Fratton tin rằng tay đấm bất bại Djokovic sẽ gặp khó nếu đối đầu với Dante Wilder. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, ngôi sao người Anh Djokovic đã trở lại võ đài hạng nặng sau gần một năm không thi đấu. Võ sĩ có biệt danh Juggernaut đã hạ gục Tristan Hammer để dễ dàng giành chiến thắng knockout kỹ thuật ngay ở hiệp đấu thứ tư. Dù chúng không ít đòn từ phía đối thủ, nhưng Djokovic với khả năng chịu đựng đáng ngưỡng mộ vẫn duy trì lối đánh chủ động áp sát và tấn công. Phần thưởng dành cho tay đấm xứ sở sương mù là một chiến thắng ấn tượng từ khá sớm. Hiện tại Djokovic đang tìm kiếm một suất thách đấu danh hiệu thế giới cùng với những tên tuổi lớn khác của hạng nặng. Nói về mục tiêu của võ sĩ 36 tuổi, cựu vương hạng long Frampton có những bình luận được chia sẻ trên Finhub TV. Mọi người đang nói về trận đấu tiếp theo của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng người duy nhất mà Djokovic nên tránh xa là Dante Wilder, bởi vì cậu ta dễ bị trúng đòn. Wilder là một tay đấm tàn bạo, nhưng tôi nghĩ Djokovic sẽ tạo ra khó khăn cho bất cứ đối thủ nào khác của hạng nặng trên thế giới. Trong đó bao gồm cả người đàn ông to lớn đang đứng đầu top đầu là Tyson Fury. Lý do chỉ bởi sự cứng cáp của Joe và cách cậu ta thi đấu. Thực tế Wilder được nhiều người công nhận là một trong những võ sĩ sở hữu cú đấm mạnh nhất trong lịch sử boxing. Nhà cựu vô địch người Mỹ có thể tung ra những cú đòn có lực sát thương rất cao. Trong khi đó Djokovic thường hay trúng đòn từ đối thủ, dù anh ta chưa từng bị hạ gục hay thua trận ở giải chuyên nghiệp. Hiện Wilder vẫn chưa trở lại sàn đấu sau trận thua Fury lần 2 vào tháng 10 năm ngoái. Dù thế thì oanh tạc cơ sắt khẳng định bản thân sẽ tiếp tục thượng đài trong thời gian tới. Với việc Fury đã giải nghệ, có vẻ như Wilder sẽ không còn đối thủ ở hạng cân trên 90kg. Theo bạn thì Djokovic có đủ sức đánh bại Dante Wilder hay không? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tay đấm bất bại đồng hương nghi ngờ năng lực hiện tại của Anthony Joshua. Djokovic đã đặt câu hỏi về khả năng của Anthony Joshua sau hai thất bại đáng chú ý của ngôi sao người Anh trong những năm gần đây. Cụ thể, Djokovic cho rằng Joshua hiện tại giống một người kinh doanh nhiều hơn là một võ sĩ boxing. Azzi biết rằng bản thân vẫn đang tạo ra sức hút đủ mạnh để mang về nguồn ngân quỹ lớn cho mỗi trận đấu bản thân tham gia. Dù thế, tay đấm bất bại có biệt danh Juggernaut khẳng định ngôi sao người đồng hương đã qua thời đỉnh cao. Joshua giờ đây chỉ dựa vào danh tiếng trong quá khứ để gây chú ý. Trang Pusher dẫn lời của Joy: chiếc cằm cứng cáp của cậu ta không còn nữa, và tôi cũng không nghĩ trái tim của cậu ấy hoàn toàn hướng về boxing vào lúc này. Joshua sẽ là một người kinh doanh, thích thú với việc dạy dỗ các sinh viên hơn. Cách đây 2 năm, Joy từng được lên lịch so găng cùng Oleksandr Usyk, nhưng cuối cùng anh bị thay thế bởi Joshua. Dù vậy, võ sĩ sinh ra tại London vẫn tin rằng bản thân sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để đánh bại Usyk. Tôi là nhân vật số 1 trên bảng xếp hạng của WBO. Sau khi Usyk thắng Joshua một lần nữa, tôi sẽ cho các bạn thấy cách một võ sĩ hạng nặng thực sự với đôi găng tay nặng 10 pound đương đầu với người từng thua đối thủ ở hạng bán nặng ở giải nghiệp dư ra sao. Dù rằng không phải tất cả đều đồng tình với Djokovic, nhưng anh cũng đã hướng mọi người đến một sự thật rõ ràng. Kể từ sau cuộc đại chiến với Vladimir Klitschko vào năm 2017, Joshua đã trở thành một võ sĩ khác hẳn, dễ bị tổn thương hơn. Sau 20 trận đấu chuyên nghiệp bất bại, tài năng đến từ Watford hứng chịu 2 trận thua trong 5 lần thượng đài gần nhất. Hào quang bất tử bắt đầu mờ dần xung quanh Joshua khi anh chiến thắng Kalotakam một cách khó khăn vào tháng 10 năm 2017, sau đó biến mất hẳn khi Azzi để thua Andy Ruiz vào năm 2019. Bị xoán ngôi vương sau thất bại gần nhất trước Usyk, Joshua đến quảng bá hình ảnh tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, nơi diễn ra cuộc tái đấu với tân vương người Ukraine. Tay đấm sinh năm 1989 có cơ hội giành lại những gì đã mất, nhưng điều này sẽ không dễ dàng bởi mèo Oleg chưa từng thua ở sàn đấu chuyên nghiệp và luôn thận trọng ở mỗi cuộc so găng. Sẽ không quá bất ngờ nếu Azzi để thua Usyk một lần nữa vào ngày 20 tháng 8. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
Deontay Wilder sẽ đối đầu cựu vương WBO trong ngày trở lại võ đài. Đối thủ của Deontay Wilder trong ngày cựu vương WBC tái xuất võ đài là điều được nhiều người hâm mộ quan tâm. Nhà tổ chức Ben Shalom của Boxer khẳng định rằng ông đang muốn sắp xếp một cuộc thượng đài đáng chú ý giữa Joseph Parker và Deontay Wilder trong thời gian tới đây. Parker vừa ký hợp đồng độc quyền dài hạn với công ty của Shalom và được kỳ vọng sẽ trở lại tái đấu vào tháng 9. Cựu vương WBO vốn có ý định so găng cùng tay đấm bất bại người Anh Joe Joy vào tháng 7 này, nhưng việc Parker thay đổi công ty đại diện đã cản trở trận đấu nói trên. Lúc này thì Joe Joy công bố thông tin anh sẽ đấu trận tiếp theo vào tháng 9, sau màn tranh tài cùng Tristan Hammer vào đầu tháng 7. Dĩ nhiên thì Solom muốn ưu tiên tổ chức trận đấu giữa Parker và Joe Joy, nhưng đồng thời, ông bầu này cũng liệt kê một số cái tên tiềm năng có thể thay thế Joe Joy, trong đó có Deontay Wilder. Joe Joy là đối thủ đầu tiên mà Joseph Parker muốn thượng đài, bởi vì cậu ta muốn làm rõ rằng mình không né tránh Joe Joy. Rõ ràng các nguồn tin đều cho thấy chúng tôi muốn tổ chức trận đấu này và chúng tôi hy vọng nó sẽ diễn ra như dự tính. Nhưng nếu nó không thể trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ xem xét những cái tên thay thế như Austin Wallin, Jermaine Franklin hay thậm chí là Deontay Wilder và Dillian Whyte. Điều tuyệt vời với Joseph là cậu ấy muốn những trận đấu lớn và muốn trở lại võ đài trước khi hết tháng 9. Một khi Parker và Joe Joy không đạt được thỏa thuận, Solomon muốn tạo ra màn tái xuất ấn tượng dành cho Deontay Wilder. Anh chia sẻ thông tin này trên Sky Sport. Đó là một cuộc chạm trán rất hay. Ý tôi là không có nhiều võ sĩ ở hạng nặng có thể thi đấu vào lúc này. Tôi ước gì họ có thể bắt đầu so tài với nhau. Andy Ruiz, Deontay Wilder, Joseph Parker, Joe Joy, Daniel Dubois đều là những cái tên đáng kinh ngạc. Deontay Wilder là một võ sĩ đáng sợ và anh ta sẽ tạo ra vấn đề cho bất cứ đối thủ nào. Thế nên thật thú vị nếu chứng kiến anh ấy trở lại sàn đấu hạng nặng. Hy vọng rằng anh ta sẽ sớm tham dự những trận đấu lớn. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder đã thua võ sĩ giỏi nhất của thế hệ này, nhưng nó chẳng có gì xấu cả. Nhà vô địch WBC Tyson Fury không chắc liệu Deontay Wilder có đủ khả năng trở lại võ đài hạng nặng hay không. Trước khi chạm trán Fury, Wilder là tay đấm không có đối thủ ở sàn đấu trên 90kg. Nhưng chuỗi 3 trận so găng với vua Gipsy đã thay đổi hoàn toàn vị thế của anh ta cơ sắt ở môn boxing thuộc hạng cân cao nhất. Trong màn so tài lần đầu tiên vào năm 2018, Wilder đã gặp rất nhiều khó khăn trước phong cách thi đấu của Fury. Dù thế, võ sĩ người Mỹ đã hai lần đánh ngã đối thủ ở nửa sau của trận đấu, qua đó có được trận hòa gây nhiều tranh luận sau 12 hiệp đọ sức. Hai ngôi sao top đầu của quyền Anh hạng nặng tái đấu vào tháng 2 năm 2020 khi Fury hoàn toàn áp đảo đối thủ và giành chiến thắng knockout kỹ thuật ở hiệp đầu thứ 7. WBC trở thành danh hiệu quan trọng cuối cùng trong bộ sưu tập của ngôi sao người Anh. Cuộc thượng đài lần 3 giữa họ diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Fury một lần nữa hứng chịu hai pha ra đòn cực mạnh từ Wilder và ngã đài, nhưng anh vẫn hồi phục thành công để rồi hạ gục cựu vương 36 tuổi ở hiệp đấu thứ 11 và bảo vệ thành công đai vô địch. Oanh tạc cơ sắt không thi đấu thêm một lần nào nữa sau trận thua nói trên. Nhưng vào tháng trước, anh đã tuyên bố sẽ trở lại võ đài để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong khi đó, Fury một lần nữa thể hiện đẳng cấp khác biệt ở võ đài hạng nặng khi đánh bại Dillian Whyte vào cuối tháng 4 năm nay. Sau trận đấu, vua Gipsy đã công bố việc giải nghệ để tập trung thời gian cho cuộc sống gia đình. Trong khi những lời đồn đoán vẫn đang diễn ra, thì tay đấm bất bại 33 tuổi bất ngờ gửi lời khuyên đến Wilder. Tài năng sinh ra tại Manchester cho rằng đối thủ cũ nên noi gương mình, rời xa các trận đấu boxing đỉnh cao. Rất khó khăn để Wilder quay trở lại, mọi thứ phụ thuộc vào việc anh ta còn bao nhiêu năng lượng. Tôi không muốn thấy Wilder tiếp tục vì anh ta không cần tiền. Tôi muốn thấy anh ấy treo găng vì tôi không chắc anh ta sẽ thắng vài trận nữa hay sẽ phá hủy đi những thành tựu của mình. Wilder đã thua võ sĩ giỏi nhất thế giới trong thế hệ này, nhưng nó chẳng có gì xấu hổ cả. Tuy nhiên nếu anh ta trở lại và tiếp tục bị đánh bại trên võ đài, đó sẽ là một điều ô nhục. Boxing Screen dẫn lời của Fury.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.